Hello chào anh em, hôm nay mình có một cái gợi ý cấu hình PC ở trong khoảng giá 54 triệu anh em nhé. Và bộ này thì mình build cho khách đáp ứng là khá là đầy đủ những cái tiêu chí, đó là vừa đẹp này, đấy, xong lại vừa khỏe này, xong lại vừa làm việc mà vừa chơi game được ngon. Đấy, nó rất là đa năng luôn anh em nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu để xem là cái bộ này nó sẽ bao gồm những cái linh kiện gì và nó sẽ đa năng như thế nào. Thì cái yếu tố đầu tiên ấy mà chắc là mình sẽ nói về cái phần ngoại hình trước đi, bởi vì khách yêu cầu là nó phải đẹp đẹp một tí, chứ không là kiểu nhìn mà nó trông nó bình thường quá thì làm việc không có cảm hứng đấy. Và khách thì rất là thích cái con vỏ Zonbo TK3 đó, và khách có yêu cầu là phải dựng trên con vỏ Zonbo TK3 đấy. Thì bộ hôm nay là cũng thế, mình có sử dụng là con TK3 là anh em biết rồi nhá, một cái vỏ bể cá kính cong này, liền khối này, hoàn thiện tốt này, có USB Type-C này. Đấy, và mức giá thì ở dưới 2 triệu. Thì đấy là một cái mã vỏ mà mình thấy là rất đáng mua ở trong cái phân khúc giá khoảng dưới 2 triệu. Và đi cùng với con TK3 ấy thì mình sẽ có là một cái tản nhiệt nước có màn hình. Đấy, hôm nay là nói qua một chút về cái phần ngoại hình trước anh em nhá, khác với mọi lần. Đấy, đổi gió tí. Thì mình sẽ có là một con Thermaride Core Vision 360 Black. Tại sao mình lại dùng con này? Mặc dù ấy là nó sẽ có một số con khác có màn hình kiểu như là con Warframe này hoặc là con Warframe Pro, nhưng mà tại sao mình lại chọn con này? Bởi vì là cái block nước của nó là hình tròn. Đợt này mình nhận thấy đó là anh em nếu mà phối đồ ấy thì nên để ý cái phần block nước làm sao để cho nó phù hợp với cái vỏ cây. Kiểu như là nếu mà vỏ cây mà dạng bể cá mà vuông vức chẳng hạn thì anh em có thể chơi block nước vuông thì nó sẽ hợp. Nhưng nếu như mà anh em nào mà chơi kiểu bể cá cong cong, kính cong ấy mà có nhiều chi tiết bo cong thì anh em dùng cái block nước hình tròn như này thì nó lại hợp hơn. Đấy, đấy chính là cái lý do tại sao là hôm nay lại mình dùng con Thermaride Core Vision 360, và đây là phiên bản màu đen anh em nhá. Mã này thì lên quá nhiều rồi, chắc là cũng không cần phải giới thiệu. Chúng ta sẽ có là một cái tản nhiệt nước có block hình tròn này, có màn hình to này, 3 fan ARGB sinh mệnh. Đấy. Thì cái tản là mình lắp ở trên nóc nhá, tản lắp ở trên nóc rồi này. Về phần fan thì chắc là quá quen rồi, quá quen rồi. Mình sẽ có là 7 fan bổ sung là của Zunger Leopard 4RS. Thì setup cũng giống như mọi lần thôi, nó là 3 fan ở hông, 3 fan ở dưới là lấy gió vào, còn một fan sau thì là lấy gió ra. Đấy, đây là cách setup fan tiêu chuẩn. Rồi, như vậy là đã xong xuôi về cái phần gọi là ngoại hình của cái bộ PC ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cái phần cấu hình. Cấu hình thì nó lại rất là đa năng anh em nhé, có nghĩa là anh em vừa làm việc được mà lại vừa chơi game được, và nó vẫn giữ được cái tính ổn định rất là cao. Đầu tiên là về cái combo main chip. Tại vì sao mình lại nói là nó mang cái tính ổn định cao? Bởi vì là Intel. Intel bây giờ thì anh em rất là ngại chơi i9 và i7 thì nó vẫn là một cái gì đó nó rất là mạnh, và cái độ ổn định nó cao hơn i9 khá là nhiều. Và hơn nữa là cái con CPU ngày hôm nay ấy, nó lại là hàng chính hãng anh em nhé, chính hãng không phải hàng xách tay. Đây đấy, sản phẩm chính hãng Intel đấy. Đợt này thì mình có build hàng hãng khá là nhiều cho anh em để cho nó yên tâm sử dụng, chứ đợt này anh em nào mà bảo mình build mấy con cao cao này mà mình chơi hàng xách tay là mình cũng hơi rén, bởi vì là cái chi phí gửi bảo hành nó rất là cao. Chi phí gửi bảo hành một con CPU như thế này nó rơi vào khoảng từ 1 đến 2 triệu cơ đấy. Thế nên nếu như mà bán cho anh em một con chip lãi rất là ít mà dính một phát bảo hành thôi là vỡ mồm luôn, là bán không biết bao nhiêu con mới lại được cái chi phí bảo hành. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng một con CPU chính hãng 14700K. Đây vẫn là một cái mã chip mà đơn nhân rất là mạnh, đa nhân thì cũng rất là ngon rồi. Anh em hoàn toàn có thể là vừa dùng làm việc, anh em hoàn toàn có thể vừa dùng làm việc mà vừa chơi game được rất là ngon lành. Đấy, và đi với con main này thì đương nhiên là chúng ta phải có một con Z790 rồi. Và nhắc về cái tính ổn định ấy, thì đây là một cái mã Z790 mà có mức giá thành rất là tốt và độ ổn định rất là ok, bởi vì là cái dàn VRM của nó là 16 cộng 1, dàn VRM rất thoải mái để chơi với con i7 này. Và tiếp theo nó là đây là cái thế hệ tiếp theo của Atrox, có nghĩa là đây là dòng Z790 refresh. Và một số lần đi workshop của mình ấy, thì mình nhận thấy đó là anh Lê Duy Thanh, anh chuyên gia Lê Duy Thanh ấy, anh ấy luôn nhấn mạnh về cái phần đó là nếu anh em nào ấy mà muốn XMP cái RAM nó ngon ấy thì anh em nên sử dụng những cái main mà nó thuộc thế hệ refresh như thế này. Đấy, thì nó sẽ hỗ trợ cái phần XMP ngon hơn. Đó, đó chính là cái lý do mà tại sao là mình lại chọn con Z790 Lightning Wi-Fi này.
đi với con Core i7. Tiếp đến là về phần RAM. RAM thì mình sẽ có là một cái cặp RAM cũng rất là ngon, mới nổi luôn. Đây là con XPG Lancer Blade. Đấy, và sau cái workshop của Adata thì mình nhận thấy đó là Lancer Blade là sử dụng cái chip nhớ của SK Hynix. Đấy, chip nhớ rất là ngon. Thế nên là mình rất là tin tưởng, rất là tin tưởng khi mà sử dụng cái cặp RAM này. Và đây là cặp RAM 32GB này, hai thanh 16 và bớt là 6000, card 30, hỗ trợ cả Intel XMP và hỗ trợ cả AMD Expo luôn. Đấy, thì đây là một cặp RAM mà rất là ok cho anh em này. Đấy, hiệu năng ngon này, xong rồi giá thành thì hợp lý mà LED lại đẹp nữa. Đấy, vừa đáp ứng được phần hiệu năng mà vừa đáp ứng được phần thẩm mỹ. Còn SSD thì anh em quen rồi nhá, rất ổn định luôn. Kingston KC3000. KC3000 thì là một cái mã SSD mà có DRAM này, tốc độ cao của Kingston. Đấy, và lại bảo hành 5 năm chính hãng. Anh em hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đó, mã này thì gần như là mình dùng hầu hết ở những cái bộ PC làm việc của mình rồi. Đó. Về phần các đồ họa, tại sao mình lại nói là vừa làm việc mà vừa chơi game đều ngon? Bởi vì hôm nay là mình dùng một con RTX 4070 Ti Super. Ti Super anh em nhé. Thì Ti Super là cái bản nâng cấp rất là ok từ con Ti thường, bởi vì là cái mức giá nó chênh nhau không có nhiều. Và cái thứ hai đó là nó đã bổ sung lên thành 16GB RAM. Với cái dung lượng VRAM lớn như thế này thì anh em hoàn toàn có thể là vừa làm việc vừa chơi game rất là ngon lành. Và đương nhiên là card của đội xanh thì hỗ trợ làm việc rất là ngon rồi. Và hơn nữa đây lại là dòng TUF của Asus. Dòng TUF thì nó lại nhấn mạnh về cái phần độ bền và phần nhiệt độ. Nhiệt độ rất ấn tượng luôn anh em nhé. Riêng mấy con TUF như thế này thì card chạy rất mát luôn, rất mát luôn anh em nhé. Và cái phiên bản mình có ấy, thì nó sẽ hơi khác so với những cái phiên bản đợt trước mình hay lên cho anh em. Vì đây là phiên bản mà OC Edition. Cái phiên bản này thì cái mức giá của nó sẽ cao hơn là cái bản thường một chút. Hai con thực chất thì nó cũng không chênh nhau mấy về hiệu năng đâu. Anh em có bản nào thì đi bản đấy thôi. Bởi vì là cái bản OC thì cái mức xung nó chỉ chênh một tí xíu thôi. Tí thôi anh em, bé xí thôi. Thế nên là hiệu năng gần như là không chênh nhau nhiều. Anh em dùng bản nào cũng được. Về con nguồn, cực kỳ ổn định đấy nhá. Đấy, ngon, ổn định. Có sẵn dây PCI 5.0 Super Flower Litex 3 850mg. Và đây là phiên bản ATX 3.1. Đây là một cái phiên bản mới nâng cấp của Super Flower. Đấy, thì đây là một cái mã nguồn mà gần như là mình chưa bao giờ phải bảo hành rồi. Quá ngon lành rồi. Thế nên là cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Full module và con này là full tụ nhật anh em nhé. Đấy, như vậy là đã hòm hòm xong xuôi về một cái gợi ý cấu hình PC ở trong cái tầm giá khoảng 54 triệu ngày hôm nay. Thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây anh em ngó qua một chút về tổng quan của cả bộ PC ngày hôm nay. Cũng khá lâu rồi mình mới lên lại con TK3 này. Gần đây thì mới lên được khoảng 2 con TK3. Chứ còn đợt này thì anh em cũng đang kiểu như là đang thích kiểu vỏ khác. Giống như là con D470 thì mình lên rất là nhiều. Nhưng mà TK3 đợt này anh em mới bắt đầu build lại. Đấy, thì hôm nay là có một cái gợi ý cấu hình rất là ngon ở trong cái tầm giá khoảng 54 triệu. 54 triệu là anh em đã có một bộ PC gọi là vừa đẹp mà lại vừa khỏe. Anh em dùng để làm việc cũng ngon mà chơi game cũng ngon. Về tổng quan ngoại hình thì mình vẫn có một cái vỏ bể cá kính cong rất là đẹp anh em nhá. Riêng con TK3 này thì kính của nó là kính liền khối, chứ không bị kiểu cắt mảnh ra giống như là con King 95 Pro. Nếu mà anh em nào mà thích kiểu liền khối như thế này thì không nên bỏ qua con TK3 này. Thực sự là cái phần kính này nó làm cực kỳ liền lạc và đẹp luôn. Anh em nhìn này, đấy, không có một cái vết cắt ở cạnh hông và mặt trước nữa. Đấy, thì nhìn trông nó sẽ ok rất là nhiều. Về bên trong thì mình vẫn dùng cái hệ thống fan giống như mọi lần thôi. Có nghĩa là hệ thống fan 7 fan của Junker Leopard, bao gồm là 3 fan dưới là lấy gió vào này. Đấy, fan 4RS. Đợt này là mình có hỏi bên cung cấp xem là có cái mã fan nào mới không, nhưng mà họ ấy bảo là đợt này cũng chưa có mẫu nào mới lắm. Thế nên là mình vẫn sẽ dùng con 4RS này thôi. Đấy, 3 fan dưới lấy gió vào anh em nhá. 3 fan hông cũng là fan lấy gió vào, và 6 fan này là 6 fan ngược. Đấy. Thế nên là vẫn quay được cái mặt đẹp vào bên trong, nhưng mà hướng gió thì vẫn là hướng gió vào. Đấy, đảm bảo airflow rất là tốt cho cái bộ ngày hôm nay. Một fan sau là một fan da này. Đấy, mình sẽ có là hệ thống fan setup rất là chuẩn này. Đấy, tiếp đến là trên nóc thì là 3 con fan của con tản nhiệt nước Thermalride 360 Core Vision. Anh em nhìn đẹp không? Đấy, block nước này thì nó có một cái preset mới của Thermalride rất là đẹp luôn, có cả thứ này, ngày tháng này, giờ này,
phần trăm loát của CPU này, xong rồi nhiệt độ nữa. Đấy, thì đây là một cái mà mình thấy là nó rất là đẹp, giao diện mới rất là đẹp luôn anh em nhé, trông nó hiện đại hơn chứ nó không bị kiểu xấu xấu như là trước nữa. Và cái giao diện này là anh em còn cập nhật được cái hình nền nữa cơ. Có nghĩa là cái hình, anh em nhìn cái hình động ấy, có một cái hình động ở dưới cái số 1.55 ấy, nó sẽ có một cái hình động nhấp nháy ở dưới. Đấy, cái đấy thì anh em hoàn toàn có thể là tùy chỉnh được, tùy chỉnh ảnh động được, rất là hay. Và đây là một cái bấm nút dạng tròn. Thì khi mà anh em dùng cái bấm nút dạng tròn thì nó sẽ rất là hợp với cái vỏ kiểu bo cong. Kiểu bo cong như là con TK3 này. Đấy, TK3 mà anh em chơi bấm nút tròn thì trông nó sẽ ok hơn là bấm nút dạng vuông. Tiếp đến là về phần RAM. RAM thì mình vẫn có cặp RAM vô cùng quen thuộc rồi, XPG Lancer Blade. Nhưng mà hôm nay thì có vẻ như là hơi chói, khó lấy nét. Cặp RAM này thì có LED chuyển màu thì rất là mượt và đẹp anh em nhé. Xong rồi thông số lại ngon. Đấy, 32GB bớt 6.000, card 30, giá lại hợp lý. Với kit RAM này thì anh em chơi Intel cũng được, mà AMD cũng ngon. Đấy. Còn con main thì anh em nhắn mặt rồi nhá. Con Z790 PG Lighting Wi-Fi. Con này thì nó thiết kế cực kỳ đơn giản thôi. Và nó đen, đen xì xì luôn. Đen ngầu, tối giản, không có LED. Phần giáp tản thì rất là phẳng và tối giản. Đấy. Còn đây là con card đồ họa chúng ta, 4070 Ti Touch. Đây là một cái mã card mà có hiệu năng rất là mạnh, nhưng mà mình thấy là nó thiết kế nó cực kỳ gọn gàng anh em. Con này thì mình thấy là nó không bị dài quá, không bị to quá. Chứ còn nếu mà anh em chơi con Touch này mà chơi kiểu như là 4080 hoặc là 4080 Super thì nó sẽ to hơn con này rất là nhiều. Chúng ta vẫn sẽ có là một cái giải LED nhỏ này. Đấy, và một cái logo Touch Gaming ở đây. Đấy, nó sẽ có một chút xíu LED ở phần cuối con card. Thiết kế Touch năm nay thì nó rất là đẹp anh em nhé, đẹp hiện đại, vuông vức hơn. Còn thế hệ trước 30 thì có vẻ như là trông nó hơi hầm hố. Đấy, backplate này. Đó. Và đây là cái dây, dây PCI chuẩn mới của nguồn Super Flower. Mình thì cực kỳ thích cái dây này. Đấy, trông nó cực kỳ phẳng, clean và gọn gàng. Cắm vào cái cạc nhìn nó tối giản hơn rất là nhiều. Đấy, thì quay lại một lần nữa về tổng thể của cả bộ PC ngày hôm nay cho anh em xem. Bộ này thì mình nghĩ là ngoại hình thì rất là quen với anh em rồi. Chủ yếu là gợi ý cho anh em một cái cấu hình rất là mạnh. Đấy, và lại còn đẹp nữa ở trong cái phân khúc giá khoảng 54 triệu. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu build PC kiểu này thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.